Ôi, ớt đã sắp chín rồi này. Sắp thu hoạch được rồi. Yêu quá. Wow. Cà chua lê mới được có một quả chín, còn lại là vẫn còn xanh. Chùm này cũng vẫn còn xanh lắm. Chắc phải tuần nữa mới thu hoạch được. Wow. Mê cái lúc hái ngồng tỏi lắm. Chào cả nhà sáng thứ bảy nha. Cái tía tô này to quá. Hôm nay mình có thể thu hoạch được rồi. Những cái lá này nó cũng bị sâu nó ăn hết. Hái vớt đây thôi. Dưới này nhiều nhánh quá. Wow, thơm quá. Mùi nán tía tô nó thơm quá trời. Thêm cây này nữa, tí nữa mình sẽ có món cà xào với cả tía tô. Để tạm đây để mình đi thu hoạch một chút ngồng tỏi. Cây cà chua này sau khi mưa đá thì nó chết rồi này. Nhưng mà quả nó vẫn lớn được. Cái này ăn ngon lắm, ngọt lắm này. Quả màu đẹp chưa, thích chưa? Wow. Thêm quả này nữa, chưa chín lắm nhưng mà cũng phải thu hoạch đi. Giờ mình sẽ đi thu hoạch việt quất. Đấy, lát cát chín này. Mà cây này rất hay nhá, nó không chín liền một trận đâu. Nó cứ chín là tả, mỗi hôm được một ít quả. Cứ khoảng 2 hôm là nó chín lắm rồi. Này, quả này lẽ ra phải hái từ hôm qua nhưng mà hôm qua không kịp hái. Hôm nay chỉ cần động vào thôi là nó bung ra. Wow, wow, wow. Cũng khá khá nha, khá khá nha. Chín quá trời mà không đứa nào thèm dậy hái, đứa nào cũng đang say mê ngủ. Chim hôm nay cũng ngủ chưa dậy hay sao ấy, chỉ có vài con dậy. Đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây nữa. Ui, mê quá này. Mê quá này. Wow. Đây nữa, đây nữa. Nhỏ nhỏ mà nhiều, ngon quá. Ôi giời. Chắc là hái thêm khoảng 1 đợt, 2 đợt nữa là hết. Bởi vì là cái này mình cũng hái nhiều lần lắm rồi. Rồi, được một nắm rồi. Để tạm đây đi hái tiếp. Rơi rơi, rơi rơi hết. Ôi, ở đây vẫn còn này. Quả to chưa? Quả to chưa? Trồng cây này thích lắm, mỗi năm nó lại nhiều quả hơn. Cây nó càng to để càng nhiều quả. Mà trồng cây dâu tây thì mỗi năm khoảng 2 năm thì lại phải nhổ lên trồng lại. Thì nó mới to được, không thì nó cứ tàn tàn này. Rồi, thích chưa? Rồi, nó
cứ lác đác mỗi chỗ một quả, mỗi chỗ một quả. Ôi xời. Này đi một vòng này vẫn thái hái vẫn bị sốt. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Em mới đây rồi. Đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây nữa. Đây nữa, đây nữa. Trông vậy mà cũng nhiều ra phết đấy. Wow, 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 wow. Vẫn còn nha. Ôi. Hái nha, tí cho bọn nó dậy và nó ăn. Đây rồi. Ăn thử một quả xem sao. Ngon quá. Ngon quá. Vẫn còn. Vẫn còn. Quả này nó nhỏ nhưng mà ngon, ngọt lắm. Ngọt ngọt chua chua. Chắc là hết rồi. Thêm mấy chú vịt quất nữa. Đổ vào rơi hết. Thêm mấy quả vịt quất nữa. Wow, cũng không tệ, hôm nay cũng được kha khá vịt quất. Giờ mình sẽ đi hái ngồng tỏi. Ngồng tỏi này ăn ngon lắm các bạn. Cứ hái đi thì nó lại mọc tiếp. Cây nào cao cao mình hái hết đi. Ôi nó non bún. Ăn này còn ngon hơn ăn hành. Thơm đó. Ôi. Hái nó tỏa ra cái mùi thơm dễ chịu. Trời đất ơi. Thơm quá trời. Ôi. Thơm quá. Ôi nó non, non này là xào. Xào thịt bò ngon ngon. Thôi trời luôn. Nó thơm lừng nên cái đĩa thịt bò nó thơm lừng. Mình mê cái lúc hái ngồng tỏi lắm. Nó thơm thì nó không có quá hắc như là cái mùi của củ tỏi. Nhẹ hơn cái mùi của củ tỏi mà nó lức lức lên, nó làm cho cái mũi nó dễ chịu lắm. Này mình cứ rúi tỏi xuống đất khoảng tầm 3-4 hôm là thấy nó mọc lên. Tỏi là được một mớ. Được một mớ. Mấy cây này non. Được mớ ngồng tỏi ngon quá trời. Vậy là hôm nay mình đã thu hoạch được một ít tía tô, một ít cà chua, ngồng tỏi và việt quất. Ngồng tỏi ăn ngon và thơm lắm các bạn ạ. Nếu mà các bạn có tỏi gần mọc mầm rồi ấy, thì các bạn đem ra rúi xuống đất khoảng tầm 2 tuần sau là có thể thu hoạch được. Dùng để xào thịt bò, xào tôm, xào thịt lợn gì được hết. Ăn rất là ngon và thơm. Ăn lại ngọt nữa và ngồng tỏi ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn cuối tuần thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Nếu các bạn yêu thích kênh Kết Cuộc Sống Úc thì đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!